và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm kèm theo uy lực mạnh mẽ như sấm của cặp loa xẻ pin Vega model Prostech VS15S25 mã đến từ Mỹ, với phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp, mang lại cho lời mix bay bổng và nhẹ nhàng như đang đứng trên sân khấu thể hiện của cặp xẻ pin Vega Prostech VS15S25 mã đến từ USA. Công suất mạnh mẽ ở ngưỡng 1200W, đủ sức làm rung tường hàng xóm bất kỳ lúc nào. Như chúng ta đang được thưởng thức đoạn nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, quý vị đã thấy rõ. Với cấu hình của cặp loa trang bị với trở kháng 8 ohm, độ nhạy cao 128 dB, trên xẻ pin Vega này thì chúng ta thấy được rằng ngoài cặp loa đẹp xuất sắc ra, phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp ở phân khúc tầm tiền, thì có lẽ đây là một trong những cặp loa được áp dụng cho các phòng khách gia đình lớn 5-70m², hàng trăm mét vuông, hay các quán bar sự kiện, hay là các quán karaoke chuyên nghiệp, thể hiện đẳng cấp vượt trội của xẻ pin Vega đến từ Mỹ. Trong phân khúc 3 way, đây là cặp loa có giá trị có lẽ rằng được xếp hạng đứng đầu hãng. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực trên cặp loa này. Với những tiếng bass đánh chắc nịch, chúng ta thấy được rằng từ trung âm, check hay bass thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại chi tiết một lần nữa trong máy quay với cặp loa xẻ pin Vega đến từ Mỹ. Trước máy quay, chúng ta đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của xẻ pin Vega Prostech PS15S25 mã đến từ USA. Trang bị phần thùng gỗ bạch dương và phủ composite chống trầy xước và chống thấm nước còn mới và đẹp long lanh tới từng cm. Sở hữu chiều cao của phần thùng gỗ lên tới 75, ngang 50 và sâu 43, nặng vào khoảng 70 kg. Công suất trung bình ở ngưỡng 1200W, trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao 128 dB. Với thiết kế một mát siêu trầm, đường kính 40 cm, gân vải lụa tẩm dầu hai form cong, lòng loa sâu thẳm. Đó. Tiết diện màng loa sâu thì nó tăng màng trống lên, mặc dù đường kính gọi là 40 nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ ưu việt hơn những dòng loa màng nông. Bass 40 xương đúc, nam châm từ trắng rất lớn và ống hơi đường kính phi 100 thở về phía mặt trước, mang lại cho uy lực của giải trầm rất mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn. Đây là ưu điểm đầu tiên. Phần bên trên là một quả trung càn họng gang nối tầng, đường kính miệng trên 30 nhân cao 25 củ 16, và một quả check càn gang. Logo dập chìm của xẻ pin Vega và chóp của nó, đây là chóp tên lửa ở phía bên trong, gọi là họng gang. Trung càn nối tầng họng gang và check càn nối tầng họng gang. Bass 40 siêu trầm, công suất 1200W, trên độ nhạy cao 128 dB. Chúng ta thấy rằng cặp loa đẹp xuất sắc toàn diện. Phong cách chơi đa thể loại nhạc bolero hay trữ tình nó thể hiện cực kỳ nó phê rồi. Nhạc trẻ, nhạc sàn hay nhạc remix thì quý vị thấy được rằng bass của nó đánh lực rung tường hàng xóm luôn rồi. Và với karaoke, đây là cặp loa miễn bàn. Quý vị thấy được rằng những dòng loa xẻ pin này thì nó luôn luôn ưu việt hơn so với như ví dụ như là JBL, anh em chơi 835 thì chắc không có cửa để so với xẻ pin này đâu ạ. Đó, bass trung âm hay check của nó thể hiện tuyệt vời hơn rất là nhiều. Trung càn và check càn thì đương nhiên là lời tốt hơn rồi. Trầm của nó, màng của nó, đây là màng giảm chấn, nó đánh mạnh hơn 835. 835 JBL thì màng giấy, loa tiên lấy lời thì chúng ta không khai thác được nhiều giải trầm. Như vậy với xẻ pin Vega này thì chúng ta áp dụng cho những không gian phòng khách gia đình thì nó là quá tuyệt vời. Không tốn kém tiền mua súp và trầm. Lời hát thì nó là phê như là đứng trên sân khấu rồi. Và chơi đa thể loại nhạc với những thể loại nhạc bolero hay nhạc trữ tình thì quý vị thấy được rằng tôi hay thường test trên kênh thì nó thể hiện rất là xuất sắc. Đó, anh em thấy được rằng trong phân khúc tầm giá thì nó là một trong những cặp loa rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Xin chân thành cảm ơn luôn dành cho anh em có phong cách màu đẹp nhất với ưu đãi trên kênh của mình. Quý vị mang tai phone thì thưởng thức cho nó phê lỗ tai. Chèn trung âm bass đánh rất phê. Cảm nhận rõ không ạ? Check còn đánh rất là tơi, trung âm nó gõ những cái tiếng nóc cóc cực kỳ là phê, và trầm của nó đánh rất là tuyệt vời, rất mạnh mẽ.
Trở lại.